Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng mọi giá trị vào trong thị trường thực tế. Nhà đầu tư phải hiểu rằng để giao dịch vận dụng được, nhà đầu tư phải trực tiếp đánh giá và thấy rõ được các giá trị trên thị trường từ chính những người đứng ra chia sẻ trên thị trường, đưa vào trong thị trường thực tế. Có như vậy, bản thân nhà đầu tư mới có thể nhìn nhận, mới có thể đánh giá và thấy rõ được đâu là những kiến thức, đâu là những phương pháp và đâu là những giá trị của kinh nghiệm thật sự được áp dụng minh chứng vào trong thị trường. Không có chuyện giao dịch được mà không chịu chứng minh bằng thực tế. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy đi chậm lại để hiểu rõ được mọi vấn đề. Và bản thân các bạn phải luôn nhớ rằng thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như bọn lừa đảo bịp bợm bên ngoài kia đang nói với nhà đầu tư. Để tồn tại và giao dịch được ở trên thị trường, bản thân các nhà đầu tư phải trả những cái giá rất đắt từ thời gian cho đến cả tiền bạc, những giá trị, sức khỏe trên thị trường. Để có thể trải nghiệm, để có thể hoàn thiện thì bản thân các nhà đầu tư từ những bước ban đầu trên thị trường phải thấy rõ được những giá trị đưa vào trong thực tiễn. Một là giao dịch thực tế, hai là sâu full tài khoản, ba là chứng minh hai giá trị trên ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm từ những người được gọi là thầy dạy Forex hay áo quân Forex thế giới hay pro trader hoặc chuyên gia Forex hoặc chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex. Họ phải chia sẻ minh chứng vào trong thị trường thực tế giống như tôi đang chia sẻ cho học viên của bản thân mình. Mọi giá trị tôi đều phải minh chứng và dẫn chứng để cho mọi nhà đầu tư cùng những người đồng hành với bản thân tôi trên thị trường, họ trực tiếp đánh giá về những giá trị thực tiễn này trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi gửi đến nhà đầu tư và để nhà đầu tư hiểu rõ về những giá trị giao dịch vận dụng này trên thị trường. Đó. Em thấy lại không có vào không? Đó. Đẹp không? Đó. Thì bản thân khi mà tham gia vào trong giao dịch thì em phải có thời gian để mà trải nghiệm. Đầu tiên là em phải trong thời gian đầu em học của anh thì em phải có một khoảng thời gian khi mà em học xong nhé, là em phải dành nhé cho anh từ 6 tháng cho đến 1 năm để anh trực tiếp anh giao dịch trên tài khoản của anh, để cho em trực tiếp em theo dõi, đánh giá, nhìn nhận về những giá trị của kiến thức, giá trị của phương pháp, rồi những cái diễn biến tâm lý thực tế trên thị trường để anh đưa vào trong thị trường. Mỗi khi mà giao dịch không phải là mình cứ xách cái phương pháp ra bảo ở chỗ này là phải vào lệnh rồi SL ở đâu hay take profit ở đâu gọi là quản trị vốn đấy không phải là quản trị vốn. Và bản thân em phải hiểu rõ là nhỉ, trong những cái giao dịch ấy, những cái phương pháp để mà đưa vào trong thị trường thực tế nó hoàn toàn khác nhé, chứ nó không có giống như gì nhỉ, những thứ bên ngoài kia nó nói với em là ở chỗ này phải như thế này, chỗ kia phải như thế kia. Bởi vì chúng ta khi mà giao dịch để chúng ta đưa kiến thức với cả phương pháp vào trong thị trường thực tế, chúng ta cần phải có kinh nghiệm. Mà trước khi có kinh nghiệm đấy thì bản thân em phải thấy được rõ được những cái mà anh vận dụng vào trong thị trường thực tế, rồi dần dần em mới có thể định hình, rồi dần dần em mới có biết là chỗ nào để em sửa sai. Kiến thức là gì? Kiến thức nếu mà anh không chứng minh được, anh không áp dụng được vào trong thực tế thì cái kiến thức đấy là cái kiến thức vứt đi là một. Và thứ hai là anh sẽ là người không vận dụng được kiến thức đấy nếu mà anh không chứng minh, không đưa cho em được kết quả. Còn khi mà anh đã chứng minh được những cái kết quả mà anh giao dịch, rồi phương pháp anh đưa vào trong thực tế, tạo ra những giá trị nuôi lệnh và gì nhỉ? Có những kết quả về những giá trị gặt hái về thành công ở trên thị trường được minh chứng bằng chính những giao dịch thực tế sâu full tài khoản. Vậy thì như vậy nhìn lại thì đó chính là lỗi của bản thân em. Đây là điều mà em cần phải nhìn nhận. Giống như khi mà anh đưa ra những giá trị của chiến lược giống như ở đây, em có thể nhìn thấy đây là chiến lược sau này em sẽ nhận vào mỗi buổi sáng. Đây là cái này. Bởi vì tại sao? Bởi vì chiến lược này anh đưa ra cho em thì có nghĩa là gì nhỉ? Khi giống như là tin NF ra thì anh giao dịch như nào thì trực tiếp học viên đây anh sẽ phân tích tại sao anh vào chỗ đấy, rồi lý do trong thời điểm đấy thì anh sẽ vận dụng, sẽ áp dụng cái kiến thức gì với phương pháp gì tùy thuộc vào giá trị tài khoản. Đây là anh cho trước rồi. À, đúng chưa? Đó. Vậy thì khi mà gì nhỉ? Không phải em sẽ lấy cái lệnh này ra mà gì nhỉ? Em đưa vào trong tài khoản của em để giao dịch live. Mà điều đầu tiên là gì nhỉ? Mỗi buổi sáng ra em phải cho những cái điểm báo ra của em với những phương pháp, kiến thức mà anh đã dạy. Rồi em ra đối chiếu xem thế nào. Rồi sau đó thì nhà rảnh hàng ngày
Nếu mà anh rảnh anh ở nhà hoặc các thứ, một là trao đổi trên room, hai là lên phòng chơi của anh chơi live trực tiếp, ba là gì nhỉ, những cái buổi chơi live sẽ hẹn, thì anh đưa những giá trị điểm vào ra như thế nào thì anh sẽ phải chứng minh bằng tài khoản của anh như vậy để cho em theo dõi, cho em nhìn nhận. Thì có như vậy thì anh mới làm thầy được, chứ không thể nào là ra ngoài mà không chịu chứng minh mà đòi là gì nhỉ, ra ngoài nói rằng ừ hôm nay ở ăn thế này, hôm nay ăn thế kia, rồi lệnh scalping thế này hoặc lệnh swing thế này. Như vậy đó chính là gì nhỉ, những thằng bịp bợm nhé. Đấy là anh chia sẻ trước để em hiểu rõ vấn đề, ok chưa? Anh đưa ra chiến lược như nào thì anh sẽ phải chứng minh bằng tài khoản live của anh đưa vào trong thực tế. Đây đây có phải tài khoản live không? Đó, chứ không phải là chụp ở trên điện thoại di động xong rồi nói rằng ừ đó là gì nhỉ? Ừ lệnh tao ăn này trên điện thoại di động mà không xác minh được đó là tài khoản live hay là tài khoản demo thì xin lỗi em, thì hầu như ở trên thị trường này bọn nó toàn sâu trên điện thoại di động, là nó sâu bằng tài khoản demo nhé. Thế nên anh không thích sâu như vậy. Và chúng ta phải biết rằng nhà ngay cả sâu trên TradingView, bọn nó mua một cái tài khoản có 500-700 ngàn thôi, xong rồi nó lên nên nó vẽ vời, nó đánh cho anh em xem. Nhưng mà thì nhà thực chất ra lên đấy bọn nó còn chỉ toàn là đánh lệnh limit hoặc là lệnh buy stop, sell stop, lệnh sell limit, buy limit, đánh những lệnh chờ. Rồi thì nhà nó phân tích, nó cho điểm vào ra. Nhưng mọi người phải hiểu rõ là nhà giữa giao dịch thực tế để đưa những kiến thức vào trong thị trường, rồi giữa những giao dịch thực tế để áp dụng phương pháp vào trong thị trường, và giữa giao dịch thực tế để đưa từng phương pháp vào trong thị trường này với những khối lượng giao dịch khác nhau ở trên thị trường, thì xin lỗi em, những cái diễn biến tâm lý nó hoàn toàn khác, và cái này phải cần có thời gian. Và trước khi em cần có thời gian để em trải nghiệm, em thực tập, thì đầu tiên phải để cho anh chứng minh nhé. Chứ không thể nào mà gì nhờ em ra ngoài em mở tài khoản trong thời kỳ đầu của quá trình mà gì nhỉ, em tham gia vào trong thị trường, không phải là em ném tiền vào mà gì nhỉ, là từ những kiến thức, từ những giá trị phương pháp, từ những giá trị diễn biến tâm lý ở trên thị trường và những tác động ở trên thị trường, thì cái đó anh sẽ phải là người chứng minh cho bản thân em. Đây là điều mà gì nhỉ, em cần phải biết nhé. Giống như những cái buổi chơi live em vào đây được mấy ngày thì em thấy là gì nhỉ, anh em học viên anh ngồi đánh cho anh em xem trực tiếp không? Toàn bộ những giá trị này là anh sẽ phải là người vận dụng thực tế vào trong thị trường, chứ không phải là bọn em sẽ cầm tài khoản ra xong rồi lên đây hỏi là nhỉ, thầy ơi hôm nay buy hay là sell cặp này rồi ăn bao nhiêu bíp. Giá trị đấy là gì nhỉ, em sẽ phải là người quản trị nó, chứ không phải là em đi phụ thuộc vào anh, em đi học chay chứ không phải là đi xin lệnh, ok chưa? Đó đấy là điều mà em cần phải hiểu rõ, chứ không phải là nhà khi mà em tham gia vào xong rồi bắt đầu là gì nhỉ, em nhảy vào xong rồi em chờ đợi lệnh, anh đưa lệnh ra thì anh sẽ chứng minh, còn bản thân em sẽ không được tin vào những giá trị đó, mà bản thân em sẽ phải làm sao dần dần hiểu và quyết định những giá trị đó với những kiến thức, với những phương pháp mà gì nhỉ, anh hướng dẫn và anh minh chứng vào trong thị trường thực tế, ok chưa? Rồi anh qua một tài khoản khác cho em xem, cũng anh cũng vào lệnh ngày hôm qua nhé.